Bán nhà 5 tầng phường Phú Lã, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. 5 tầng này thì quý vị có thể dọn đồ về và ở được ngay. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này, Ngọc Anh sẽ quay và gửi tới cho quý vị một căn nhà quý vị có thể dọn đồ về ở được, diện tích 30m², hướng nhà là hướng Đông Bắc, thiết kế của ngôi nhà là 5 tầng, xây mới, ngõ trước nhà 2m, cách với lại đường ô tô đi lại được 50m. Từ vị trí ngôi nhà này gần với gì ạ? Gần với trường Đại học Đại Nam, gần với bến xe Yên Nghĩa, gần với trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại, gần với lại trường Trung cấp Y Dược. Quý vị có thể mua để vừa ở vừa đầu tư, rất là hợp lý. 5 tầng xây mới, 3 phòng ngủ rộng. Với cái thiết kế của ngôi nhà thì diện tích 30m, mặt tiền của ngôi nhà thì với cái căn nhà này mặt tiền của nó là 3m6 quý vị nhá. Và với cái thông số nhà thì rất là hợp lý. Và kia là cái đường mà có thể ô tô có nhỏ có thể lùi vào tận cổng quý vị ạ. Và với cái ngôi nhà này thì phần cửa chính của ngôi nhà thiết kế 2 lớp, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện, bên trong là cửa kính cường lực. Với cái ngôi nhà này thì tiện ích chợ, trường, phường, trạm, từ mầm non cấp 1, cấp 2, cấp 3, cao đẳng, đại học đều cách nhà với phạm vi bán kính chỉ khoảng tầm 1 km quay đầu, là ngập tràn tiện ích đầy đủ. Quan trọng nhất, tất cả những cái dự án Ngọc Ánh quay review cho quý vị 100% sổ đỏ chuẩn chỉnh. Sổ đỏ chuẩn chỉnh có hỗ trợ vay vốn ngân hàng lên tới 80%. Và với cái lãi suất hiện tại ưu đãi nhất đến từ những cái ngân hàng uy tín nhất quý vị nhé. Về phần ngân hàng thì mọi người cứ liên hệ trực tiếp để em có thể tư vấn và hỗ trợ mọi người tốt nhất. Còn đây, quay lại với cái ngôi nhà 5 tầng này thì vị trí của nó thì là thuộc Thanh Lãng, Phú Lãng, Hà Đông, Hà Nội. Với ngôi nhà này nó cách với bến xe Nghĩa khoảng tầm 800m. Ngoài đang đứng ở dưới phần tầng 1 này thì chủ nhà thiết kế cho chúng ta là phần phòng khách, phòng bếp. Đây là toàn bộ phần không gian phòng khách của ngôi nhà. Với phòng khách chủ nhà thiết kế tương đối là hợp lý. Kệ này, với cái kệ này thì quý vị có thể để ở đây là để tủ giày này. Ở trên này thì kệ trang trí này, rồi là kệ tivi, vách ốp PVC giả đá đó, vách ốp nano nhựa mọi người ạ, tấm nhựa đấy. Rồi hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện, hồ sơ điện, hồ sơ nước đều đã được lắp đặt xong xuôi đầy đủ. Theo như hiện trạng của ngôi nhà này thì quý vị có thể dọn đồ về và ở được ngay trong ngày nha. Sổ đỏ bàn giao được luôn. Gạch lát nền kích thước gạch 60-60 với ngôi nhà này thì hoàn thiện chỉnh chu xong hết cho quý vị. Đây là phần không gian phòng khách, còn đây là phần không gian phòng bếp. Với phần phòng bếp thì chủ nhà cũng thiết kế đầy đủ hết tủ bếp này, cũng như là trần thạch cao này, rồi là phụ kiện bếp đều được thiết kế lắp đặt đầy đủ xong xuôi hết cho quý vị rồi. Nói chung nhà có như thế nào thì em quay review gửi tới quý khách hàng từ tầng 1 cho tới lên tầng 5 là như vậy. Quý vị đến xem nhà là như vậy mọi người nhé. Ngoài ra phần phòng khách ở tầng 1, phòng bếp thì có thêm một phòng vệ sinh với cái công năng sử dụng tương đối thôi. Còn diện tích 30m thiết kế nó không thể nào mà hài hòa theo ý mỗi người, rằng là tủ bếp, phòng khách riêng này, phòng bếp riêng này. Nếu mà muốn như thế thì chỉ có thể tự tìm đất xây, tự thiết kế theo ý mình đúng không mọi người ạ. Còn những cái nhà ngoánh quay review cho quý vị là những cái nhà chủ nhà xây để bán, gọi là đáp ứng những cái tiêu chí chung của mỗi một hộ gia đình thôi. Hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 5 đây, thiết kế ở đây là toàn bộ là gỗ, mặt bậc của bậc thì ốp đá đen cổ trắng, ngăn cách giữa phần cầu thang và phần cửa chính này cũng như phòng khách là chủ nhà lại lắp thêm cho chúng ta một cái vách lam đây nữa. Và ở dưới đây thì có thiết kế thêm một cái kệ nữa, hợp lý. Nói chung là chủ nhà quan tâm cũng như thiết kế từ những cái chi tiết nhỏ nhất cho một cái ngôi nhà diện tích hài hòa. Mời quý vị theo chân Ngọc Anh lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Với cái ngôi nhà diện tích 30m, thiết kế 5 tầng thì mỗi một tầng chủ nhà thiết kế cho chúng ta một phòng ngủ rộng, một phòng vệ sinh. Đây mọi người ạ, với cái căn nhà này thì đây là phần phòng ngủ rất là rộng, rất là thoáng. Đây, ở cái video trước Ngọc Anh cũng có quay ở cái cụm dự án này là có một căn 34m thiết kế gác lửng thì là thiết kế phòng khách. Nếu như quý vị nào không thích thiết kế 5 tầng mà thích 4 tầng thì căn nhà đấy cũng rất là hợp lý nhá. Đây là phần phòng vệ sinh. Đây, phòng vệ sinh sử dụng ở phần tầng 2, đầy đủ về bồn cầu liền khối này, cũng như là hệ thống sen tắm, lavabo, nước, điện đều được thiết kế lắp đặt đầy đủ cho quý vị.
Phòng cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ, cửa nhà vệ sinh thì thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Mời quý vị theo em lên khám phá tầng 3 của ngôi nhà. Và với tầng 3 của ngôi nhà thì thiết kế tương tự như tầng 2, cũng gồm một phòng ngủ rộng, một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh thì thiết kế ở phía bên trong phòng ngủ mọi người ạ. Và phòng ngủ rộng này thì phòng ngủ thì chủ nhà ở đây là lát toàn bộ sàn gỗ cho quý vị nhé. Cửa sổ thông thoáng, hai lớp cửa đảm bảo tính an toàn cũng như thẩm mỹ, hệ thống ống chờ, dây chờ đều được thiết kế và lắp đặt đầy đủ hết cho quý vị. Trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện. Phòng vệ sinh sử dụng ở tầng 3 đây. Như vậy với cái thiết kế của ngôi nhà 5 tầng, tầng 1 phòng khách, phòng bếp, tầng 2, tầng 3, tầng 4, thiết kế cho chúng ta mỗi một tầng cùng một phòng ngủ rộng, một phòng vệ sinh như thế này. Quan trọng nhất đó là vị trí bất động sản, quan trọng nhất là cái tầm tài chính phù hợp với quý vị hay không, phù hợp với lại công việc của quý cô chú, anh chị, rồi là phù hợp với lại con cái đi làm. Nói chung là mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin nhiều hơn về nhà đất, các cái khu vực xung quanh thì mọi người liên hệ trực tiếp với lại nhà tốt nhé. Sau đây mời quý vị theo em lên khám phá tầng cuối cùng. Và đây là phần tầng 5, tầng cuối cùng của ngôi nhà nha quý vị. Với trên tầng 5 này thì chủ nhà thiết kế cho chúng ta như sau. Thiết kế thêm một phòng này để quý vị có thể thiết kế làm phòng thờ. Đó. Cửa sổ ánh sáng thông thoáng. Phần còn lại sân phơi. Đây là phần sân phơi của ngôi nhà. Nói chung là với cái vị trí này giao thông đi lại thuận tiện. Nó gần với lại chung cư The Vesta Hải Phát mọi người ạ, gần với lại bến xe Yên Nghĩa, gần với trường Đại học Đại Nam. Nói chung mọi người muốn tìm hiểu thì cứ liên hệ ngay với lại nhà tốt để biết thêm thông tin chi tiết và đi xem nhà thực tế nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.